người săn đón hàng vạn người ghét cay hàng ngàn. Cô ta lại chia tay rồi, bao nhiêu chàng trai cứ tiếp nói cô ta lại sai rồi, thêm những bài ca đó đắng thêm tôi. Giọt nước mắt mẹ bao là thứ phim ngàn vàng. Có lúc thấy em như tờ trời, vấp phải em bay giữa đời, chẳng biết sẽ cứ thân nơi nào em có tìm được hạnh phúc. Một câu hỏi em chẳng thể trả lời, người ta thường nhắc tên em như đại lượng đại minh tinh, mà sao chẳng níu tay giữ được món môi tình. Em hóa thân cũng hay rồi, em sắm vai cũng hay rồi, nhưng sao chẳng thể sống hay cuộc đời mình. Truyền thông thường viết tên em như đại minh tinh đầu trang tin, mà sao vụn vỡ trong em vì món chữ tình. Em nên đau đớn trong lòng, sân khấu vẫn cứ xoay vòng, môi em cười tươi với tay muôn vạn người. Đại minh tinh đang khóc hay đang cười? Đại minh tinh đang khóc hay đang cho em một lần sao anh không chịu ngồi lắng nghe em một lần sao anh không bảo vệ em khỏi sóng gió mà tặng thêm nhiều gian khó. Có lúc thấy em như vô hình đứng giữa cuộc tình chúng mình, nếu mắt cứ rơi trong vô tình em thua mình một vai chính. Vì anh đâu cần em đúng không anh, người ta thường nhắc tên em như đại minh tinh, mà sao chẳng níu tay giữ được một mối tình. Em hóa thân cũng hay rồi, em sắm vai cũng hay rồi, nhưng sao chẳng thể sống hay cuộc đời mình. Truyền thông thường viết tên em như đại minh tinh đầu trang tin, mà sao vụn vỡ trong em vì mất chữ tình. Em nên đau đớn trong lòng, sân khấu vẫn cứ xoay vòng, môi em cười tươi với tay muôn vạn người. Đại minh tinh đang khóc hay đang cười? Và sân khấu là nhà sẽ mãi luôn là nhà.